đang đua nhau nở rộ, báo hiệu một mùa xuân tràn đầy thành công và hạnh phúc đang lướt qua những khó khăn của năm cũ. Đến nay, Phan Hải Channel đã hành trình hơn 4 năm tuổi. Chặng đường đó với Phan Hải không hề dễ dàng chút nào, mà nó đầy khó khăn để duy trì kênh Phan Hải Thuốc Nam. Nhưng điều mà Phan Hải có được là sự yêu thương, động viên, truyền năng lượng của cô bác anh chị luôn tiếp động lực cho Phan Hải thực hiện hành trình của mình. Phan Hải xin được khắc ghi giá trị tinh thần mà cô bác anh chị đã dành cho Phan Hải. Những khoảnh khắc cuối cùng của năm mới đang hối hả và miệt mài đi qua, chúng ta lại được ngồi bên nhau, sum vầy, quay quần bên gia đình, cùng đón xuân và không khí ngày Tết truyền thống. Hương vị của mùa xuân đang tràn ngập khắp nơi. Đâu đó quanh ta cũng còn rất nhiều nỗi buồn mất mát người thân trong mùa bệnh vừa qua, hay là những nỗi buồn mang mát nhớ quê hương của những người con xa xứ, hay những cô bác nông dân làm việc vất vả chân lắm tay bùn. Nhưng năm nay cũng đón xuân đạm bạc, không được đầy đủ như mọi năm. Nhưng sau tất cả, chúng ta vẫn cảm thấy may mắn hơn rất nhiều người. Nhân dịp xuân về, Tết đến, Phan Hải xin chúc cô bác anh chị, toàn thể cô bác anh chị khán giả của Phan Hải Channel lời tri ân sâu sắc và lời chúc Tết, chúc xuân tốt lành nhất. Cầu chúc cho tất cả cô bác anh chị một năm mới tràn đầy bình an, an khang thịnh vượng, an lạc và hạnh phúc, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an.